Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chúc các bác luôn luôn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái van xả nước nhé. Cái này thì bên em lên nó sẽ là tên của nó sẽ là V21 nhé, các bác lên trên là V21 đấy. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác một con van xả nước như này, inox 304 không bắt 5 châm, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Gen của nó sẽ là gen 21, có đầu xoáy như này nhá, có đầu xoáy như này để các bác kết nối được với các cái nguồn ống dẫn thôi nhá. Đó, lên cho em là V21 nhá, V21 giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55k. Đấy, các bác lên cho em là V21, giá của nó sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một cái van xả nước V21 như này. Đó, giá siêu tốt cho các bác luôn. Con này thì bên shop bán cũng khá là nhiều rồi. Các bác lên cho em là V21 nhá. V21 giá của nó sẽ là 55k. 55k cho con V21 như này nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop có cái van tên nó sẽ là van đỏ, và con này thì giá của nó sẽ là 75k. Van đỏ nhá. Van đỏ giá của nó sẽ là 75k. 75k cho một con van đỏ như này. Con này thì nó chia ra làm hai đường nước nhá. Con này thì cũng khá là tiện dụng luôn. Các bác cũng có thể sử dụng để mình lắp chia nguồn nước, hoặc là lắp một đầu là dây xịt rửa, đấy, xịt rửa vệ sinh, hoặc là sen tắm, sen lạnh đều được hết nhé. Đó, nó cũng rất là đa di năng. Nó chia ra làm hai đầu đường nước như này, hai đường nước như này, đấy, kèm thêm là kia làm hai đường nước, kèm thêm là các cái phần gioăng giếc xoáy như này, có ấy hết các nhá, có gioăng hết nhá, đấy, gen xoáy có gioăng hết để các bác kết nối với các cái nguồn nước nó khá là ok. Đây, su 304 nhá, su 304 không bắt 5 châm, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là van đỏ nhá. Van đỏ con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 75.000. 75.000 cho con van đỏ như này nhá. Con này thì các bác lên đúng tên đúng mã cho em. Van đỏ giá của nó sẽ là 75k. Hàng là trên video quay như nào là bên em sẽ gửi đến cho các bác đúng như thế luôn, cho nên các bác yên tâm. Đó. Các bác không phải lăn tăn gì cả, các bác cứ bảo phải chụp Zalo để gửi lại. Các bác không cần phải lăn tăn. Đấy, và nhận hàng các bác có quyền kiểm tra thanh toán nên các bác cứ yên tâm. Đấy, lưu ý các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán. Van đỏ giá sẽ là 75k. Tiếp theo em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái van chia nhé. Van chia thì ở đây nó sẽ có cho các bác là chia ra làm hai đường nước như này, và con này nó sẽ có tăng giảm áp lực nước nhé. Đấy, nó sẽ chia ra làm hai đường nước như này, và con này nó sẽ có trách nhiệm là làm tăng giảm áp lực nước. Ví dụ các bác yếu thì các bác tăng lên, mà mạnh thì các bác có thể giảm đi. Đấy, một đầu thì các bác lắp áp cho cấp nước cho nhà vệ sinh, một đầu là vòi xịt nhà tắm đều ok hết nhé. Đó, lên cho em là van chia nhé, van chia. Đấy, giá của nó sẽ là 50k cho con van chia như này. Đấy, các bác lên cho em là van chia, giá sẽ là 50k. Đó, lên mã cho em là van chia nhé, van chia. Giá của nó sẽ là 50k thôi, 50k cho một con van chia như này. Hàng tất cả đều bằng su 304 nhé, su 304 không bắt 5 châm. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã hàng rất là xịn sò, đó là sạc của thương hiệu iPhone 14 Pro Max này. Đấy, sạc của iPhone 14 Pro Max, sạc nhanh iPhone. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone. Đó, sạc nhanh này. Đó, sạc nhanh của iPhone. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Đợt này về cho bác giá còn 70k nhá. 70k cho cái bộ sạc nhanh iPhone như này. Giá chỉ còn là 70k thôi. Giá quá rẻ luôn không nhá. 70k cho một con sạc nhanh iPhone như này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một hàng của Apple, quả táo đây, đấy, cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một dây và một củ sạc như này, sạc nhanh của iPhone này, quả táo đây các bác này. Đó, đây vào theo, quả táo đây nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, dây và cáp đây các bác nhá. Củ của nó cực kỳ nặng và chắc luôn. Đấy, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k nhá. 70k cho con sạc nhanh iPhone như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 70k nhé. Giá siêu tốt cho các bác luôn đấy. Giá này là giá quá tuyệt vời để gửi tới các bác luôn. Sạc nhanh iPhone, giá chỉ có 70k một chiếc này thôi. 70.000 các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu.
Còn hộp này của nó sẽ là 6 viên đấy. Tại vì cái này là các bác dùng đi dùng lại được cho nên là gọi là đá vĩnh cửu. Hộp này của nó là 6 viên các bác nhá. Đấy, hộp 6 viên đá vĩnh cửu như này. Cái này thì các bác có thể dùng đi dùng lại được. Đó, và đây nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Thương hiệu Winling của Đức hai hình người đây. Đó, Winling Đức hai hình người đây. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái gắp như này để các bác sử dụng thì mình gắp ra gắp vào ở trong tủ lạnh này. Đấy, trong tủ lạnh mình gắp ra. Đó, nó rất là tiện nhá. Đấy, dùng xong thì các bác lại bỏ vào tủ lạnh cho em, bỏ vào ngăn đông nhá, bỏ vào ngăn đông tủ lạnh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k thôi. 80k nhá, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là đá vĩnh cửu nhá, đá vĩnh cửu. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên. Đó, lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đó. Đá vĩnh cửu này. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu giá của nó sẽ là 80k nhá, đang bán là 100. Là tài xả cho bác giá chỉ còn 80k cho một hộp đá vĩnh cửu này thôi. Em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đó. Thì các bác cứ thế là mình tháo từ ngăn, lấy từ ngăn đông tủ lạnh ra là mình sử dụng thôi. Đó. Nó rất là tiện dụng luôn, các bác dùng rất là ok. Đây, đấy. Pha trà, pha cà phê này. Đó, rất là tiện dụng nhá. Đó. Rất tiện dụng luôn. Đấy. Con này thì các bác dùng nó cũng khá là ok. Đó, đây. Về nhà thì các bác chỉ cần là bỏ vào ngăn đông tủ lạnh thôi. Sau đó thì mình dùng thực phẩm, thức ăn thì nước ngọt, nước giếc thì mình cho vào. Nó sẽ không bị mất đi cái hương vị tự nhiên của sản phẩm nhé. Đó. Giá thì sẽ là 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dầu gội phủ bạc nhé. Các bác lên cho em là dầu gội phủ bạc, hàng của thương hiệu Laco có nhé. Đây là một trong những cái dòng dầu gội rất là đặc biệt. Tức là nó sẽ phủ bạc, phủ cho cái tóc bị bạc của bác trở thành màu đen như bình thường. Đó, hàng của hãng đàng hoàng, có tem chống hàng giả điện tử hẳn hoi nhá. Đó, hàng thì của công ty Laco đó nhá. Đó, dầu gội phủ bạc Laco, đây là một trong những cái dạng loại dầu gội đấy, nó chứ nó không phải là thuốc nhuộm nhá, không phải là thuốc nhuộm. Đấy, ưu điểm của nó như vậy. Và các bác một đầu nam thì dùng được từ 7 đến 10 lần, đầu nữ thì dùng được từ 3 đến 5 lần. Đấy, đây các bác lắp vào cái đầu này cho em này, lắp vào cái đầu này. Sau đó thì các bác khi các bác gội thì các bác cứ thế là trải đều trên tóc của mình, sau đó thì chỉ mất khoảng 7 phút là mình gội lại là xong các bác nhá. Đó, gội lại là xong đây. Tự tin ngay sau 9 phút các bác này. Đấy, hàng của hãng, hạn sử dụng đến năm 2025 nhá. Đó, đây. Dầu gội phủ bạc này, đây. Đấy. Qua nhá. Đấy. Rất là tiện dụng luôn, có hướng dẫn như này. Giá thì sẽ là 220k. Bao ship đi tận nhà cho các bác luôn. Đó, giá siêu tốt cho bác luôn. Đây, dầu gội phủ bạc này. Đấy, chiết xuất tự nhiên nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, tem mác của nhà sản xuất đàng hoàng của nhá. Đây, đấy. Đây. Đấy, dầu gội phủ bạc Laco không phải là thuốc nhuộm này. Chỉ phủ bạc lên phía ngoài của thân tóc này, không gây sót da đầu này. Đấy, rồi đầy đủ các yếu tố như này luôn. Đấy, giá thì sẽ là 220k, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là dầu gội phủ bạc các bác nhé. Đó, dầu gội phủ bạc, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Đây, lên cho em là dầu gội phủ bạc nhé. Giá sẽ là 220k và bao ship đến tận nhà cho bác nhé. Dầu gội phủ bạc 220k, bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng xanh nhé. Đây. Các bác lên cho em là đèn năng lượng xanh. Con này thì các bác lên mã giúp. Các bác lên cho em là đèn năng lượng xanh nhé. Đèn năng lượng xanh. Đó. Đèn năng lượng xanh này. Cái này nó cũng chạy bằng năng lượng mặt trời nhé. Đấy. Đèn năng lượng xanh. Hộp nó màu xanh như này cho nên là bên em gọi nó là đèn năng lượng xanh nhé. Giá sẽ là 190k. Đó, 190k. Đấy thì con này nó cũng khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng thôi. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái điều khiển từ xa này. Về nhà các bác lắp pin con thỏ vào nhá. Đó. Một tấm pin. Đấy, và một cái giá đỡ như này. Đấy, một pin, một cái hai cái giá đỡ và một cái đèn như này các bác này, một cái đèn như này. Đó. Dây thì nó sẽ dài từ 3 đến 5 mét tùy theo. Đó. Và một cái tấm pin như này. Các bác để lên cái vị trí nào mà nhiều ánh sáng giúp cho em là ok. Đó, cũng không cần phải quá sáng đâu. Đấy là vừa phải là được rồi. Sau đó thì về nhà các bác đấu cái rắc này vào. Đó, đấu rắc này vào là ok nhá. Đó. Pin của nó sẽ là pin dài như này. Dùng cũng tương đối là tiết kiệm điện các bác nhá. Đặc biệt là
nhà các bác đang bị mất điện thường xuyên thì dùng con này rất là ok. Đây đấy, nó sẽ có báo pin cho các bác này này đấy, và nó sẽ có cảm biến nhá, có cảm biến. Về nhà các bác dùng cái điều khiển này để mình tắt bật hoặc là dùng cảm biến cho em. Con này thì ánh sáng của nó thì nó không sáng mạnh, nó vừa phải thôi, nhưng mà đổi lại thì nó lại sáng được rất là lâu, sáng được rất là lâu, cho nên các bác dùng nó khá là ok. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Lên mã giúp cho em là đèn năng lượng xanh nhá, đèn năng lượng xanh. Giá sẽ là 190k. Đấy, giá khá là ok cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là hàng kháng nước này, tiêu chuẩn IP67, cho nên là nút nước là nó không có làm ở đây mà nó ở hết cái điều khiển này nhá. Về nhà các bác lắp pin cái điều khiển này cho em. Đó, lắp pin vào điều khiển này là mình bấm mình sử dụng thôi. Đấy, tắt bật các thứ tự động ở đây hết nhá. Đây. Đây các bác nhá. Đó, đây là em đã lắp pin rồi này. Đấy. Thì nó sẽ có là bật lên này, đấy. Đấy, bật lên này, tắt đi này. Đấy, rồi là bật lên này, tăng giảm chế độ sáng các bác này. Đấy, tăng giảm chế độ sáng ở đây. Đấy, tăng giảm chế độ sáng ở đây nhá. Và có chế độ sáng cho các bác là 3 tiếng, 5 tiếng và 8 tiếng tùy theo. Đấy. Cái đèn năng lượng mặt trời này thì nó còn phụ thuộc vào cái chế độ là ánh sáng nữa các bác nhá. Đấy, chế độ nạp năng lượng nữa, cho nên là nó cũng tùy thuộc. Đây, nó đang báo đang sạc pin thì các bác này. Đấy. Nói chung là khá là ok luôn. Giá thì chỉ có 190.000. Cái dòng pin giờ này thì nó khá là bền. Con này thì nó sẽ không được sáng mạnh đâu. Không sáng mạnh đâu, nhưng mà đổi lại thì nó lại sáng khá là lâu nhá. Đấy. Nó sáng khá là lâu, cho nên là các bác dùng nó, mình dùng nó sẽ là rất là yên tâm các bạn. Đấy, rất là yên tâm luôn. Đó. Nó sáng vừa vừa thì nó lại sáng được lâu các bác nhá. Đấy, giá thì khá là mềm cho các bác luôn, khá là mềm nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đai rồi ốc yếc đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ cần là bắt đai bắt ốc cho em là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em là đèn năng lượng xanh nhá, đèn năng lượng xanh. Giá sẽ là 190.000 nhá. Có ốc yếc các thứ đàng hoàng. Về nhà các bác chỉ cần bắt vào là xong thôi. Lên trên là đèn năng lượng xanh, giá sẽ là 190k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu trắng thôi nhá. Đấy, lên cho em là cá sấu trắng này. Đấy, cá sấu trắng. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000 cho một cái bộ cá sấu trắng như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là cá sấu trắng nhá. Cá sấu trắng này. Đó, lên cho em là cá sấu trắng. Giá sẽ là 180k nhá. 180k cho mấy em cá sấu trắng như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác bao gồm là đấy, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn, New York City các bác này. Ở đây nó đang bán là 800 USD nhá. Đó, đây. Sẽ bao gồm cho các bác là một mặt thắt lưng cá sấu vàng. Siêu đẹp luôn, hàng đúc liền như này rất là đẹp nhá. Đấy. Và một dây thắt lưng này. Đấy, một dây thắt lưng đúng nhá. Đấy. Dây thắt lưng này. Chất liệu của nó rất là mềm con này, chất liệu của nó rất là mềm luôn. Hàng rất mềm, rất đẹp luôn. Đó. Đây, các bác về các bác sập vào đây cho em là xong này. Đó, sập vào đây. Đó là các bác đã có một con thắt lưng khá là ngon lành này con này. Đấy. Có một con thắt lưng khá là ngon này các bác nhá. Đó. Khá là ngon này các bác. Đấy, thắt lưng khá là ngon các bác nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Hàng đẹp, hàng chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là cá sấu trắng nhá. Đó. Tiếp theo thì các bác có cho mình là một chiếc ví này. Đây. Một chiếc ví này. Con ví này thì cũng khá là chất lượng luôn nhá. Đó, ví chất lượng luôn. Có cho các bác là một ngăn khóa này. Đấy, một ngăn khóa này. Kèm theo cho các bác là một ngăn thường nữa này. Một ngăn thường thì các bác để đồ. Chất da của nó thì siêu mềm luôn nhá. Đây. Dập chữ chìm Lacoste các bác này. Đó. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thiết kế cực kỳ là đơn giản và basic nhá. Đầy đủ ngăn cho các bác. Chất da siêu mềm, ví mỏng, dùng không bị kênh đít nhá. Đó. Đây. Chọn bộ combo như này, bao gồm cho các bác là một thắt lưng này, một thắt lưng, một ví này, một thắt lưng, một ví. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác 180k. Đấy, giá siêu rẻ cho các bác luôn. Một thắt lưng, một ví da như này giá chỉ có 180.000 thôi nhá. Đấy. Lên cho em là cá sấu trắng, giá sẽ là 180k, giá siêu tốt cho các bác luôn. Cá sấu trắng 180k. Đó, rồi ok. Để cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô Nhật các bác nhá. Đó, ô Nhật tự động đây. Dòng này của nó sẽ là dòng tự động và bên shop về cho các bác các cái màu rất là đẹp luôn. Đó. Các bác lên cho em là ô Nhật tự động nhá. Đây các bác chỉ cần bỏ ra như này, thả đây là nó sẽ tự động nó bật ra và thu vào, rất là tiện dụng luôn. Đấy. Đây. Em sẽ thử cho bác xem nhá. Đây. Các bóp này nó sẽ bật ra này các bác. Đấy. Ô này của nó thì sẽ là dòng ô 10 nan kép, đường kính 1 mét nhá, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Và ưu điểm của nó là tự thu ra thu vào và nó rất là gọn, rất là gọn luôn. Đây, các bác muốn thu vào thì các bác chỉ cần là bấm này thôi này, bấm này nó lại thu vào này. Đấy. Sau đó các bác dồn vào và mình gấp vào như này nó rất là gọn luôn. Tổng chiều dài của nó chỉ khoảng là
Tổng chiều dài của nó chỉ khoảng là 30 cm. Các bác có thể bỏ bao lô, túi sách đi học đi làm đều ok hết nhá. Đây, các bác mở ra thì bật này nó sẽ ra này. Đấy. Con này thì chịu gió rất là tốt luôn nhá. Độ đàn hồi của nó rất là tốt nhá. Đấy. Và cái phần mặt này của nó thì nó sẽ là dạng là vải trơn nhá, nước đổ đầu vịt đấy. Thì khi mà nó đổ vào là nó trơn đi luôn. Người ta gọi là nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt đấy. Tức là đổ vào cái nó trơn đi luôn, nó rất là tiện nhá. Đây, các bác bóp phát này. Đó, rất là ngon lành luôn. Giá thì rất là hợp lý nhá. Đấy. Một cái con ô Nhật như này. Đấy. Các bác lên cho em là O80 nhá, O80. Cái shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k. Đấy. O80. Giá của nó sẽ là 80k các nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng và giá thì cái shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đấy, gấp vào thì nó rất là gọn như này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là O80 này. Đấy. Lên mã giúp cho em là O80 này, O80. Giá của nó sẽ là 80k cho một chiếc ô như này. Đấy, 80k cho một chiếc ô Nhật như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng và màu sắc rất là đẹp luôn. O80. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa của Nhật các bác nhá. Đũa của Nhật một hộp này thì bao gồm cho các bác là 10 đôi như này. Đấy, 10 đôi đũa Nhật như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C này. Đấy, 200 độ C luôn các bác nhá. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Một hộp này của nó bao gồm là 10 đôi. Giá sẽ là 40k. Có lên cho em là đũa Nhật nhá. Đó. Đũa Nhật này, đấy. 10 đôi, giá của nó sẽ là 40k cho 10 đôi như này. Đây. Đẩy vào nha. Đấy. Hộp 10 đôi nhá, hộp 10 đôi, giá sẽ là 40.000 cho 10 đôi đũa như này. Đấy, đũa được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, bề mặt đũa thì cái phần gắp này thì có đánh nhám chống trơn trượt nhá. Đấy. Và rất là sạch sẽ này, gọn gàng sạch sẽ. Đấy, ưu điểm được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn cho nên là chống vi khuẩn nấm mốc rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy. 1 tỷ 10 đôi đũa như này. Giá chỉ có cho các bác là 40k thôi nhá. 40k cho 1 tỷ 10 đôi đũa như này. Giá khá là tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bàn trải điện nhá. Giá sẽ là 70k. Đấy. Lên theo là bàn trải điện này. Bàn trải điện con này thì bên shop đang bán là 100k đợt này về cho bác giá chỉ còn là 70k cho cái bàn trải điện này thôi nhá. 70k cho một hộp bàn trải điện như này. Giá quá rẻ luôn. Ở đây sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy và 4 đầu bàn trải và một dây sạc nhá. Đấy, đây. Đây là cái đầu bàn trải của này. Đấy. Thì các bác mà mua 4 cái đầu bàn trải như này đã mất đi 70.000 rồi. 20.000 cái là mất 80.000 rồi. Thế mà đây các bác mua này được cả bàn trải cả máy hết có 70.000 thôi mới nhá. Đó đây. Cái đầu bàn trải của nó đây. Đấy các bác giữ lì như này nó sẽ chạy này. Đấy, giữ lì này chưa? Đó. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 chế độ luôn. Làm sạch, làm trắng rồi vệ sinh lợi rồi vệ sinh nhiễu rồi nói chung là đầy đủ cho bác luôn. Đấy, 5 chế độ như này các nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là các bác lên mã giúp cho em là bàn trải điện nhá, bàn trải điện. Tặng kèm các bác 4 cái bàn trải và một cái dây sạc luôn, một dây sạc. Rồi các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Hàng chất lượng con này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đó. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên theo là bàn trải điện. Giá bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ bàn trải điện như này. Giá của nó chỉ có 70.000 trong hộp này thôi. Đấy, 70k trong hộp bàn trải điện như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy xay tỏi ớt nhá. Đấy, máy xay tỏi ớt. Con này thì cũng chỉ tặng kèm dây sạc thôi. Đấy, đây là con máy chính của nó này. Đấy, chạy rất là khỏe luôn. Đấy, và đây sẽ là một cái phần cánh này. Đấy, phần gọi là phần lưỡi đấy. Đấy, các bác cho tỏi, cho ớt, cho gia vị vào đây, cho hạt tiêu riếc vào đây. Đấy, cho hết gia vị vào đây. Sau đó các bác lắp vào là mình xay thôi. Rất là ngon luôn các bác. Đấy, rất là ngon nhá. Các bác xay tỏi, xay ớt, xay tiêu cho hết vào đây cho em. Đấy, xay rất là ngon luôn. Máy chạy khá là khỏe và êm nhá. Đó. Các bác xay tỏi, xay ớt, xay tiêu đều ok hết nhá. Lên theo là máy xay tỏi ớt nhá. Đấy. Máy xay tỏi ớt con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho con máy xay tỏi ớt như này. Đấy. Các bác lên theo là máy xay tỏi ớt, giá của nó sẽ là 80k. Đó. Giá của nó sẽ là 80k lên theo là máy xay tỏi ớt này. Máy xay tỏi ớt.
Máy xay tàu ớt giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con máy xay tàu ớt như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc ngân hàng nhá. Đây, power bank này. Đấy. Các bác lên cho em là sạc ngân hàng, giá của nó sẽ là 150.000. Đấy. Lên cho em là sạc ngân hàng nhá. Đó. Sạc ngân hàng. Sạc ngân hàng này. Giá của nó sẽ là 150k. 150k. 190k các bác nhá. Đó, 190k cho con sạc ngân hàng như này. Đấy, xin lỗi các bác vừa rồi em nói 150k nhưng mà giá của nó sẽ là 190k nhá. Đấy. 190k cho cái sạc ngân hàng như này. Đó. Con này thì dùng cũng rất là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đây. Các bác về các bác báo qua cho em. Hàng cực kỳ là chất lượng luôn. Những cái khâu đóng gói của nó đã. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 10W và dung lượng pin của nó thì cũng khá là khủng luôn các nhá. Đây. Đấy. Đây con này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng các bác luôn. Có quai đeo và xanh làm hàng rất nhỏ gọn nhá. Đây. Đấy. Dung lượng pin của nó sẽ là đi 10.000 mAh các bác nhá. 10.000 mAh này các bác này. Đó. Đây thì nó sẽ có các cái đầu sạc như này. Các bác có thể sạc cho iPhone, Type-C rồi Samsung đều được hết nhá. Đấy. Và đây là cái cổng sạc vào này. Đấy. Sạc vào thì các bác cắm ở đây cho em. Đó, cắm ở đây. Rút ra các bác có thể rút ra cắm ở đây. Đấy, rất là ngon nhá. Đó, cái này nó sẽ rút ra như này. Bình thường thì mình đóng vào thì mình để bên này nó sẽ là cái quai sạc luôn. Còn khi sạc mình rút ra. Và đây nó sẽ có cả cái cổng to để sạc ra luôn. Và có cho các bác cả hai đèn báo luôn nhá. Đấy. Các bác giữ lì như này là cái đèn nó sẽ lên này. Đấy. Hai đèn sáng luôn. Các bác có thể dùng để làm đèn pin nhá. Đấy, dùng làm đèn pin. Con này khá là chất đấy các bạn, khá là chất luôn. Đó, giữ lì thì nó sẽ tắt nhá. Ba cổng sạc vào. Đây, em sẽ cắm thử cho các bác xem. Nói chung là con này dùng thì khá là ok nhá. Đây, em cắm cho bác xem này. Đấy, báo pin 59% này. Đó, ok chưa? Đó. Rồi. Lên cho em là sạc ngân hàng nhá. Giá của nó sẽ là 190.000. Đó. Sạc ngân hàng này. Sạc ngân hàng. Giá của nó sẽ là 190k, lên đúng tên đúng mã cho em nhé. 190.000 cho con sạc ngân hàng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi các bác nhá. Đấy, coi lên trên là tỉa lông mũi. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Giá thì chỉ có 50k một chiếc thôi. Con này thì nó chạy bằng cơm các bác, tức là các bác chỉ cần bóp tay này là xong. Bóp tay này là xong. Cơ chế hoạt động của nó rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có cái hệ thống lưỡi ở bên trong như này. Nó có lưỡi bên trong thôi nhá. Khi các bác xoay thì là cái lưỡi bên trong nó sẽ xoay. Đấy, thì khi mà nó cắt thì nó chỉ ở bên trong thôi, không bao giờ nó chạm ra bên ngoài được. Đây. Em bóp tay vào như này nó cũng không chạm vào đây. Các bác này. Đó. Ấn vào tay này ấn cũng không bị gì luôn. Đấy, lên trên là tỉa lông mũi. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, tỉa lông mũi, giá sẽ là 50.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chổi cọ vịt các bác nhá. Đấy, cọ vịt. Con này thì nó sẽ rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong nhà tắm, nhà vệ sinh này. Đấy. Về nhà các bác lắp đặt và là sử dụng thôi. Nó rất là tiện luôn. Đấy. Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu cán như này. Kèm theo các bác là một phần đầu chổi và cái miếng dán nữa nhá. Đó. Đây. Đấy. Có cái miếng dán này để về các bác dán lên tường này. Cái đầu chổi này các bác lắp vào đây cho em này. Đó, lắp vào. Đó, rất là ngon luôn nhá. Miếng dán này. Và sẽ có cho các bác là cái phần này để các bác dán lên tường này. Sau đó thì mình khi mà mình để vào thì nó sẽ đậy vào các bác. Con này thì giá rất là tốt, chỉ có 60.000 thôi. Đây. Đấy, khi các bác để vào đây là nó sẽ sập vào như này con này. Đấy, sập vào như này. Rất là ngon luôn các nhá. Đó. Để lên tường luôn. Có miếng dán này các bác chỉ cần dán lên tường là xong. Đầu này của nó là đầu silicon mềm, nó sẽ luồn vào các ngóc ngách này. Và cái này của nó thì khi mà các bác sập nó vào ấy, thì sập nó vào là cái này nó có thể uốn cong rồi này. Đấy. Cái này thì em chưa sập hẳn vào, tại sập hẳn vào là rút ra nó rất là khó, thì về nhà các bác chỉ cần sập qua cái lẫy này là xong nhá. Đó, đây nó sẽ rời như này để khi mình vận chuyển nó dễ. Đấy. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là cọ vịt nhá. Cọ vịt bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Chỉ có 60k cái cọ vịt này thôi. Lên cho em là cọ vịt, giá sẽ là 60k nhá. Cọ vịt này giá sẽ là 60k. Đó. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đó. Dán vào tường nha, rất là tiện luôn. Bỏ vào là nó sập vào. Đó. Cho dầu vào, mình có
đấy, nhỏ gọn tiện dụng. Đó, giá thì chỉ có 60k thôi nhá. Rồi ok. Trong cái công việc là ví dụ như mình mang đồ ăn này, rồi là cơm nước đến cơ quan văn phòng hay là đến công sở hoặc là đến các cái nơi làm việc thì đều ok hết, hoặc các bác mang đi du lịch hoặc là nói chung là đi đâu cũng được. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái cặp lồng hấp như này. Đấy, dung tích của nó thì con này nó sẽ là đây. Đây, công suất của nó sẽ là 2000W nhá. Đấy. Sử dụng điện 110 đến 220V. Đấy, nói chung là hàng của Nhật, 50 60Hz này, và nó sẽ là kích thước của nó là cao là 26 này, chiều rộng là 13 và chiều ngang của nó sẽ là 220. Đó. Các bác nhá, thông số kỹ thuật các thứ cực kỳ là rõ ràng luôn. Hàng Nhật sử dụng điện 110 đến 240V, nên các bác sử dụng điện Việt Nam mình ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 thôi. 180.000 cho một con cặp lồng hấp như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là cặp lồng hấp nhá. Đó. Cặp lồng hấp này, đấy, cặp lồng hấp. Giá của nó sẽ là 180k. Giá siêu tốt cho bác luôn, một con cặp lồng hấp như này. Giá sẽ là 180.000. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai tầng nhá, hai tầng và bốn cái khay. Hai tầng, bốn cái khay. Các bác sẽ được tặng kèm thêm hai cái khay nắp này nữa. Đây, hai khay nắp này, đề phòng nó bị mất hay là nó bị vỡ. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là bốn cái ô như này, bốn cái ô như này các bác nhá, bốn cái ô như này. Đấy, bốn cái ô inox như này. Thì các bác có thể cho cơm này, thực phẩm này, thức ăn này, canh riêu vào đây. Đấy, rất là ok nhá. Bốn cái khay như này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần để các bác đổ nước vào đây. Đấy, ở dưới này nó sẽ là một cái mâm như kiểu nồi cơm điện ấy, các bác đổ nước vào đây. Sau đó thì các bác cắm điện nhá. Ở đây thì nó sẽ sử dụng công suất của nó là 2000W cơ, cho nên là nó sôi rất là nhanh. Và dây điện của nó đây. Các bác cắm điện vào cái phần đít này cho em này. Đấy, cắm điện vào cái phần đít này. Sau đó thì các bác cắm điện 220 bình thường. Công tắc này các bác nhấn này lên là nó sẽ lên đèn này. Đấy, nhấn lên đèn. Đó, con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Các bác đun phát là nó sôi ù lên luôn, sôi ù lên luôn, sôi rất là mạnh nhé. Và cái khay này của nó thì mỗi cái khay này thì nó được vào khoảng là đi 300 ml đấy, 300 ml tầm tầm đấy các bác nhé. Đấy. Thì nói chung cũng rất là vừa xinh thôi. Đấy. Các bác chỉ cần là đặt lên, sau đó thì bấm cái khay này vào là xong, bấm cái lẫy này vào là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là hợp lý luôn nhé, giá rất là hợp lý luôn. Đó. Đặt lên là xong, các bác cứ đặt lên sập vào như này xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác đây. Đấy, đặt lên như này, các bác chồng lên nhé, chồng lên như này cho em này. Đấy, chồng lên như này, sau đó thì các bác sập vào là xong. Đó. Một cái bộ cặp lồng VIP như này có thể hấp cơm được, mà các bác cũng có thể nấu cơm bình thường nhé. Đấy, cho đầy nước xuống cái khay dưới, sau đó thì xong rồi. Sau đó thì mình sử dụng để mình nấu cơm cái thứ bình thường nhé. Đấy, đây có quai sách này, rất chắc chắn luôn, các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm. Đó, cho nước đầy vào cái khay dưới này, sau đó thì các bác dùng để mình gọi là hấp cơm hoặc là đồ ăn các thứ rất là ok nhá. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn, nên cho em là cặp lồng hấp 180.000, chỉ bằng một cái cặp lồng thường thôi nhá, bằng một cái cặp lồng thường thôi các bạn. Đấy, giá thì bằng một cái cặp lồng thường thôi các bạn. Đó, và các bác dùng để hấp cơm, hấp đồ ăn rất là ok nhá. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, nên cho em là cặp lồng hấp nhá, giá sẽ là 180k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá cắt nhá, đá cắt sắt. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt đi cho nó khỏi nhầm với lại cái đá mài. Đó, lên cho em là lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt cắt inox. Đó, lưỡi cắt sắt inox, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Một hộp này thì nó sẽ là 100 chiếc nhá, hộp này 100 chiếc. Đấy, thì một vỉ này của nó sẽ là vỉ này của nó sẽ là một vỉ này của nó sẽ là 25 viên nhá, 25 viên. Một hộp này của nó sẽ là 4 vỉ, 4 vỉ và 100 chiếc nhá, 100 chiếc thì bên shop sẽ bán cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, giá rất tốt luôn. Lưỡi của bên em thì nó sẽ là dòng lưỡi đỏ các bạn. Dòng lưỡi đỏ như này. Đấy, nó sẽ là cái dòng lưỡi đỏ như này. Thì khi mà các bác sử dụng ấy, cái lưỡi đỏ này thì nó sẽ là thuộc dòng là cao cấp nhất, nó sẽ có lưỡi đỏ, lưỡi vàng và lưỡi xanh. Lưỡi xanh là lưỡi rẻ. Các bác muốn mua cái đá gì thì mua, nhưng nó sẽ chia ra làm 3 loại là lưỡi đỏ, lưỡi vàng và lưỡi xanh. Đây. Cái kích thước của nó thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, 107 nhân với lại 12 nhân 16 nhá. Đấy là các bác đọc là các bác biết rồi. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa Nhật và bên em sẽ bán theo cái giá như sau. Có đúng không, này lẫn lộn đấy. Có cái nó có cả nắp nhức bên ngoài đấy.
thì bên em sẽ bán theo cái giá như sau nhá. Đấy, thì bác lấy lẻ, lẻ thì bên em bán là 5 cái, 5 cái là sẽ là 35k này, 5 cái sẽ là 35k. Đấy, còn các bác lấy là 25 chiếc, 25 chiếc thì sẽ là 25 cái thì nó sẽ là 120.000, 130k. Đấy, 130k cho 25 cái. 150 cái, 50 cái thì nó sẽ là 50 cái thì sẽ là 220.000 và bao ship nhá. Từ 200 trở lên thì bên em sẽ bao ship. Còn các bác lấy 100 cái, lấy hẳn 100 cái thì giá của nó sẽ là tốt hơn. 100 cái thì giá của nó sẽ là 380.000, 380k và bao ship, tức là các bác mua là tính ra nó chỉ mất một, có một cái thì nó nguyên vẹn bên trong rồi, còn lại là nó ở trong thùng thì sẽ là 380k là bao ship, tức là chỉ có 3.800 một viên thôi. Và 3.800 một viên. Đó. Tiếp theo thì một cái là anh bỏ hết vào trong rồi thì chỉ còn bỏ vào là xong, còn hai cái nó còn nguyên vỏ thì là nó sẽ là của cái kia thì phải mở tất ra. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái bình giữ nhiệt như này, hàng của quân đội Mỹ. Công suất của con này thì nó sẽ là dung tích là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Nó sẽ có cho các bác là một bình, nó sẽ có bao gồm là một nắp như này, một nắp như này inox 304, kèm theo là một nắp giữ nhiệt và một lưới lọc như này. Đấy, hàng Su 304 nhá, Su 304 đây, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi cho các bác một cái bình giữ nhiệt như này, hàng của quân đội Mỹ nhá, 1,5 lít, giá sẽ là 190k. Lên cho em là bình nhiệt. Đấy, bình Mỹ, giá sẽ là 100 lên các bác lên cho em là bình Mỹ nhá. Đấy, lên cho em là bình Mỹ này. Bình Mỹ, giá của nó sẽ là 190k cho con bình Mỹ như này. Hôm nay thì cứ lấy cho bác cái đủ đi, còn cái đơn kia thì để chiều đến chiều về rồi soạn. Lên cho em là cọ lưng bông nhá, cọ lưng hai mặt, nó sẽ có hai mặt thế này. Một mặt là bằng cước và một mặt là bằng kia nó cũng là bằng cước như này, một mặt là bằng chổi và một mặt là bằng cái thanh như này. Lên cho em là cọ lưng hai mặt, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 30k thôi. Đấy, nó sẽ có hai mặt như này nhá, một mặt là bằng bàn chải như này và một mặt bằng cái bông như này, bằng cái bông cước như này. Đấy, lên cho em là cọ lưng hai mặt nhá, giá của nó sẽ là 30.000. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm các bạn, chiều dài khoảng 30/30 cm một chút. Con này các bác có thể dùng để kỳ cọ lưng rồi tay chân rồi nói chung là đa chức năng hết, rất tiện luôn. Đấy, các bác có thể cọ trực tiếp như này hoặc là bên này. Cái này của nó rất là mềm nhá, rất là mềm thì các bác đưa vào nó rất là thoải mái. Đấy, lên cho em là cọ lưng hai mặt nhá, cọ lưng hai mặt. Giá của nó sẽ là 30k cho con cọ lưng hai mặt như này. 30.000 nhá, 30.000 cho một con cọ lưng hai mặt như này. Sản phẩm tiếp theo đó là Nivea Shop tiếp tục về các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi tự vắt các bác nhá, chổi tự vắt. Con này thì giá chỉ có 100.000 một cái thôi. Đấy, con này thì các bác không cần phải dùng đến các cái loại chậu nó mất công, mà các bác vắt trực tiếp trên tay luôn. Các bác đưa vào nguồn nước xả ra là vắt được rồi, không cần phải dùng đến chậu nó mất công các bác nhá. Đấy, và con này lưu ý các bác là các bác phải cho nước vào nhá, cho nước, cho dầu vào thì nó mới dễ vắt, còn mình để không thì lôi nó rất là nặng các bạn, lôi nó rất là nặng thì phải cho dầu cho nước lau vào thì nó sẽ trơn ra đấy các bác nhá. Khi các bác sử dụng thì tay trái cầm cái phần trắng này và tay trái các bác cầm cái phần xanh này. Đấy, còn tay phải thì các bác lôi này cho em. Đấy, cái này nó sẽ tự vắt này, lôi này nó sẽ tự vắt con này. Đấy, xoay 360 độ luôn nhá. Đấy, các bác chỉ cần lôi nhẹ này nó sẽ tự vắt nhá. Và lưu ý các bác cho dầu cho nước vào đây thì nó sẽ trơn hơn rất là nhiều. Con này thì nó sẽ xoay 360 độ luôn, cán dài khoảng 1m3, các bác có thể dùng để lau trên, lau dưới nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi cửa kính các thứ đều ok hết này. Đấy, rút nhẹ này nó sẽ tự vắt này. Đấy, rút này sẽ tự vắt đây, nó sẽ vắt kiệt các bác luôn. Đấy, nó xoắn vào này nó sẽ vắt kiệt này. Đấy, nó sẽ đúng như kiểu là tay mình cầm mình vắt đấy các bác này. Đấy, nó sẽ xoắn vào như này, xoắn chặt vào như này các bác này. Đấy, xoắn chặt vào như này luôn và nó sẽ vắt kiệt các bác luôn nhá. Mình thả ra thì nó sẽ ra và rút và nó sẽ xoắn vào như này. Đó. Giá thì chỉ có 100.000 thôi, xoay 360 độ luôn. Lên mã giúp em là chổi tự vắt nhá, hay là chổi tam giác này. Đó. Chổi tam giác nhá, chổi tam giác nó sẽ là cái hình tam giác như này và giá sẽ là 100k cho cái chổi tam giác này nhá. 100k cho cái chổi tam giác này. Đấy, bên em có bán kèm cả cái miếng bông lót này nhá. Có bán kèm miếng bông lót này luôn. Miếng bông lót này thì nó sẽ là 30.000 cho một miếng như này, 30.000 cho một miếng như này các nhá. Đấy. 30.000 một miếng như này các bác có thể mua về thay tháo. Đấy, còn bác nào lấy hai miếng thì bên em sẽ bán giá tốt hơn là 50.000 hai miếng, còn một miếng thì sẽ là 30.000 các nhá. Đó, cái này thì em lấy thêm về bán cho các bác thôi chứ còn cũng không có lãi đâu. Đây con này, đó. Nó sẽ là một cái dòng chổi rất là tiện dụng như này. Các bác có thể dùng đa chức năng luôn, lau nhà, lau trần, lau cửa kính rồi nói chung là đa chức năng luôn. Vắt thì rất đơn giản nhá. Đấy. Các bác sử dụng bình thường thì nó sẽ rất là không an toàn, phải leo trèo. Nhưng mà đây mình dưới mình đứng lên mình đẩy được hết này. Đấy.
vắt thì rất đơn giản thôi, các bác có thể cho vào xô và chậu hoặc xả nước trực tiếp ra vắt được, nó rất là tiện dụng. Giá thì rất tốt cho bác luôn, một con chổi tự vắt như này giá của nó sẽ là đi 100k thôi. Đấy, lau nhà, lau cửa kính, lau trần, nói chung là lau đa di năng luôn, rất tiện các bạn. Đấy, giá thì cực kỳ là tốt cho các bác luôn nhá. Đó, giá rất tốt luôn, 100k rồi. Ok, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt các bác nhá. Giá thì bao nhiêu nhỉ, 35k cho một cây sâm thịt như này các bác nhá. Đấy, ở đây của nó thì nó sẽ có một cái hệ thống cái kim như này, một hệ thống cái kim như này các bạn. Đấy, khi các bác dùng thì đây các bác cứ chọc như này, chọc này cho em này. Đấy, chọc như này. Đấy, khi các bác chọc thì nó sẽ làm cho cái miếng thịt nó tẩm ướp gia vị, nó sẽ ngấm vào các nhá, nó sẽ ngấm cái gia vị vào, và khi các bác chọc thì nó sẽ đẩy xuống, nó ngấm gia vị vào. Và đặc biệt là những cái loại thịt mà nó có bì nhá, có bì thì khi các bác sử dụng ấy thì mình chọc thì khi mà mình chiên mình hấp thì nó sẽ không bị nổ nhá. Đó, lên cho em là sâm thịt nhá, giá của nó sẽ là 35k. Và lên cho em là sâm thịt nhá. Đó, sâm thịt giá của nó sẽ là 35k. 35k cho một cây sâm thịt như này các nhá, 35.000. Đấy, một cây sâm thịt này giá sẽ là 35k. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái giấy quặn các nhá, giấy quặn. Đấy thì một cái quặn giấy này của nó. Đây các bác nhá, cái cây sâm thịt đây. Đấy, các bác cứ thế là mình cho vào mình sâm thì gia vị các thứ nó ngấm vào thì ăn nó rất là ngon. Đấy, và những cái phần bì này của nó cũng rất là giòn các nhá. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó, lên cho em là cây sâm thịt nhá. Đó, đấy. Giá thì chỉ có 35.000 thôi. Đây, tiếp theo thì lên cho em là giấy quặn nhá. Giấy quặn giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 25k cho một cái quặn giấy quặn như này. Giấy quặn giá sẽ là 25k nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng đa di năng luôn, dùng trong nhà bếp, nhà ăn rất là ok, hoặc là dùng để lau bàn, lau ghế, lau tủ. Nó sẽ là một cái bọc giấy dạng như là nó là giấy pha với vải các bạn. Đấy, nó cũng thấm hút nước rất là tốt nhá, thấm hút nước rất là tốt. Đấy, và nó sẽ là đây, nó sẽ là một cái dạng giấy da như này các bạn. Đấy, giấy da như này, siêu thấm hút nước rất là tốt luôn. Và mình xé ra nó sẽ là tờ như này, thì khi các bác dùng để lau cửa kính này, lau bàn bếp này, rồi là dùng làm giấy ăn cũng rất là ok. Đấy, nhà có khách có khứa các bác dùng con này nó cũng rất là tiện này. Đấy, nó sẽ là thuộc các dạng giấy vải, nó thấm nước cũng rất là tốt và nó rất là dai con này. Đấy, rất là dai luôn, thì khi mà các bác ăn thịt gà, ăn cơm, ăn nước nó rất là sạch sẽ nhé. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 25.000 cho một quặn như này. Đấy, lên cho em là giấy quặn nhá, giấy quặn giá sẽ là 25k. Dùng con này rất là sướng và đã luôn, các bác dùng để lau bàn, lau cửa kính, rồi dùng để lau tay. Đấy, dùng trong gian bếp nhà mình rất là ok, giá rất hợp lý thôi, chỉ có 25k thôi. Lên đã theo là giấy quận, giá sẽ là 25.000 cho một cái giấy quận như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bộ hộp kim chỉ nhé. Có lên theo là kim chỉ, con này thì đa di năng luôn các bác, có đầy đủ cho các bác này, kéo cắt này, rồi kim chỉ này, rồi thước đo, đầy đủ cho bác luôn, một bộ sản phẩm như này. Đấy, đầy đủ chọn bộ sản phẩm cho các bác luôn. Đấy, đấy, có cả cái đê để cho các bác đeo vào tay cho nó khỏi bị kim đâm vào tay này, kéo cắt này, rồi có cả cho các bác là nguyên một vỉ kim như này, khoảng 10 chiếc nhá. Đấy, nguyên vỉ kim này khoảng 10 chiếc này. Đấy, và tất cả các cái chi tiết đi kèm nữa. Đấy, và dưới thì nó sẽ có cho các bác là khoảng 10 quận chỉ các màu. Đây, xanh, đỏ, tím, vàng nhá. Đây, xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đen đầy đủ luôn. Đấy, từ 8 đến 10 quận chỉ như này nhá, các màu cho các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Đấy, lên cho em là bộ kim chỉ cái này bao nhiêu đây? Giá sẽ là đang bán là 40k nhé. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 30k thôi. 30k cho một hộp kim chỉ như này. Các bác lên cho em là kim chỉ nhé. Hộp kim chỉ giá của nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này nhé. 30.000 cho hộp như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện. Bây giờ các bác mà đi mua mà những cái chỉ màu như này rất là khó mua. Đấy, rồi kim kiếp các thứ đầy đủ chọn bộ luôn. Ở nhà thì nên sẽ có kim chỉ để mình sử dụng. Đấy, những cái quần áo bị làm sao đấy thì mình khâu vá vào các bác nhé. Giờ vào tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cặp kéo cắt tóc nhé, cặp kéo cắt tóc hàng của thương hiệu Kai này. Đấy, một cặp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 2 chiếc nhé, một con cắt, một con tỉa như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 2 cái, một con cắt, một con tỉa nhé. Giá thì chỉ có 160.000 cho một cặp này thôi. Đấy, 160k cho một cặp kéo cắt tóc Kai như này, hàng của thương hiệu Kai Japan nhé. Nó sẽ có cho các bác là 2 chiếc, một con cắt, một con tỉa nhé, một con cắt, một con tỉa. Hàng này thì nó rất là xịn sò bạn, rất xịn sò. Đấy, cắt rất là ngon luôn, các bác dùng để cắt tóc này,
Đấy, rồi tỉa tóc cho trẻ em này, người già dùng ở nhà rất là tiện. Hoặc các bác mua làm thợ làm nghề, hàng của thương hiệu Kai Japan nhé, Kai Japan như này. Đấy, giá thì chỉ có 160.000 cho một cặp này thôi, quá rẻ luôn các bác. Đấy, các bác mua về để cắt tóc cho trẻ em hoặc là người già ở nhà cũng được, rất là tiện, khỏi phải đi ra đường. Đấy, bên em bán có cả tăng đơ luôn, tăng đơ là 130. Đấy, với kéo này 160 và mất có 300.000 là các bác đã có cả một cái bộ đồ nghề cắt tóc rồi. Đấy các bác nhá. Đấy, lên cho em là kéo tóc nhá, lên cho em là kéo tóc. Đấy, cặp kéo tóc này, nó cặp kéo tóc. Giá sẽ là 160k cho cái cặp kéo tóc như này, 160.000 cho một cái cặp kéo tóc như này các bác nhá, 160.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chạy vào lấy anh cái hộp tăm đi Phương, trong bàn ấy. Các bác lên cho em là hộp đựng tăm nhá. À, hộp đựng tăm giá thì cực kỳ rẻ cho các bác luôn, chỉ có 15k trong hộp như này thôi. Hàng này thì của nó rất là thông minh nhá. Đấy, lên cho em là hộp tăm thông minh, giá sẽ là 15k một chiếc như này. Về nhà các bác xoáy cái nắp này ra này, đấy, giật cái nắp này ra, sau đó thì các bác bỏ tăm vào đây. Đấy, bỏ tăm vào đây và các bác sử dụng thì các bác chỉ cần ấn này là tăm nó sẽ lên này. Và lấy hộp tăm thôi. Đấy, các bác ấn này là tăm nó sẽ lên thôi, ấn này là tăm nó sẽ lên nhá. Phương ơi, và lấy hộp tăm. Giá nó sẽ là 15.000 cho một cái hộp như này nhá. Lên cho em là hộp tăm thông minh nhá. Đấy, hộp tăm này, đó. Hộp tăm thông minh nhá, giá sẽ là 15k một chiếc. 15k trong chiếc như này. Đấy, 15k trên chiếc như này các bác nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, các bác chỉ cần ấn này là tăm nó lên này, ấn này là tăm nó lên. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng nhá. Bên shop thì bán khá là nhiều, là cái giá của nó cũng rất là hợp lý thôi. Bây giờ các bác đi ra chợ mà mua một cái hộp tăm như này nó cũng phải 15 20.000. Mà đây bên em bán cũng mang đến tận nhà cho các bác luôn, rất là tiện này con này. Ấn này là tăm nó lên con này. Đấy có thấy không? Đây. Đấy, ấn này là tăm nó lên này. Đấy có thấy không? Đây. Đấy, cứ ấn này là tăm nó lên luôn. Đây. Và cho tăm vào thì rất đơn giản thôi, các bác cho tăm vào đây chưa? Đấy, cho tăm vào như này này. Đấy, và đậy nắp lại. Đậy nắp lại thấy không nhá? Đậy nắp lại nó cũng rất là chắc chắn luôn. Chỉ cần ấn này nó sẽ lên. Đấy, rất tiện dụng luôn. Giá thì sẽ là 15k nhá. 15k nó hộp tăm như này. Sản phẩm tiếp theo đó là cái kính lúp nhá, kính lúp. Con này thì nó có lắp pin luôn. Đây có lắp pin này con này. Đấy. Các bác có thể lắp 3 viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Lên cho em là kính lúp nhá. Các bác có thể lắp 3 vào pin con thỏ nhỏ. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có 60k cho một con kính lúp này thôi. Đấy. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 60k nhá. Đấy, 60k trên một em kính lúp như này. Cái này thì không bao gồm pin nhá. Đấy, đây các bác này, đây. Các bác xem em dọi cái chữ này. Đấy, nó sẽ lên rất là to luôn nhá. Đó, đây. Đây nhá. Đó, lên rất là to luôn. Đó, giá thì rất tốt cho bác luôn. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 60k một chiếc nhá. 60k cho một chiếc kính lúp như này. Rất là tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Lên cho em là kính lúp, giá là 60k. Rồi, ok. Em đã lên ở chỗ đầu video rồi đây. Đấy. Con này của nó thì nó chạy khá là mạnh luôn các nhá. Đấy, khá là mạnh luôn. Đấy. Đây thì nó sẽ có cho các bác là chế độ quạt này. Quạt thì nó sẽ có cho các bác là con này thì nó có thể là ngoắt lên ngoắt xuống được này. Và gió của nó cũng rất là mạnh luôn. Đây thì em thử gió cho các bác xem. Đấy, đây. Gió của nó đây con này. Đấy. Gió nó thổi con này. Đấy, gió khá là mạnh luôn nhá. Đây. Gió nó khá là mạnh luôn các bạn. Đấy, cái này thì các bác có thể là đây, đấy, gió nói chung là gió của nó tương đối là tốt, gió nó tương đối là tốt nhá. Đó. Đấy. Đó thì con này của nó gió nó rất là mạnh luôn nhá và các bác có thể điều chỉnh như này này. Đấy, điều chỉnh như này. Đấy, tiếp theo đến chế độ phun sương nhá. Phun sương thì các bác bật một nấc thì nó sẽ ra là một cái này. Đấy. Sau đó thì các bác bật tiếp tục thì nó sẽ ra là ba chiếc này, ba lỗ này, ba lỗ nhá. Bật tiếp tục phát nữa thì nó sẽ ra năm lỗ như này. Xương của nó thì cực kỳ là mảnh luôn các nhá. Xương của nó rất là mảnh luôn đây. Đấy, em để tay vào này, các nhá, để tay vào này. Không hề ướt tay luôn nhá. Xương của nó thì rất là mảnh luôn các bạn. Đấy. Xương của nó rất là mảnh như này. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là hợp lý luôn các nhá. Đấy. Các bác lên mã cho em là quạt phun xương nhá. Giá sẽ là 250.000. Ở đây nó sẽ có cả đèn các bác này. Đấy. Có cả đèn này, đèn 7 màu luôn các nhá. Có đèn cái chức năng này, đèn là đèn ngủ đây. Và có tính năng hiện giờ luôn nhá, có tính năng hiện giờ luôn. Dây của nó thì về các bác nó sẽ có tặng kèm dây thôi. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi nhá. Đấy. 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 Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là quạt phun sương nhá, quạt phun sương. Giá của nó sẽ là 230.000 và bao ship nhá. Đó. Qua lên cho em là quạt phun sương này, đó. Quạt phun sương nhá, đó. Lên cho em là quạt phun sương 250k nhá, 250k và bao ship cho cái mã quạt phun sương như này. Đó. Xương của nó phun ra mầm này các bạn. Đấy, rất là nhiều xương luôn. Các bác thấy không? Đó, rất là ngon nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có cái chức năng thứ nhất này. Đấy, chức năng thứ nhất là nó sẽ là đây,
Đấy, tính năng thứ nhất là phun sương, thứ hai là hẹn giờ này, và thứ ba là chế độ bóng đèn ngủ. Đấy, rất nhiều chức năng luôn. Đây con này. Đấy, rất đẹp luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là quạt phun sương, rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Đấy, sương của nó mảnh như này các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con quạt phun sương như này. Giá của nó chỉ có 250.000 thôi. 250.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay mùa hè đến rồi và các bác chuẩn bị đi du lịch mùa hè nhá. Thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái khăn nén nhá. Đấy, lên cho em là khăn nén. Giá của nó sẽ là 20k cho một chiếc khăn nén như này. Đó. Lên cho em là khăn nén này, đó, khăn nén. Giá của nó sẽ là 20k cho một chiếc như này nhá. 20k cho một chiếc khăn nén như này. Chất liệu của nó thì 100% là bằng sợi cốt tông nhá, bằng sợi cốt tông. Giá thì chỉ có 20k một chiếc thôi. Bác nào lấy từ 5 cái trở lên thì bên em sẽ tặng một nhá. Đấy, mua 5 thì sẽ là cộng thêm một nữa. Đó. Ưu ái cho các bác luôn, mua 5 tặng một nhá. Đấy. Thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 một chiếc, mua 5 thì tặng một các bác nhá. Đây các bác. Nó sẽ phồng lên và mở rộng khi tiếp xúc với nước. Cảm giác chạm vào nó còn mềm mại hơn cả khăn tắm ở nhà. Nó cũng có kích thước rất lớn, phù hợp cả với người lớn và trẻ em. Điều quan trọng là chất lượng của nó cũng rất tốt. Tôi có cảm giác rằng sau khi sử dụng và giặt sạch, nó vẫn có thể được sử dụng tiếp. Mang theo nó khi đi ra ngoài và ở khách sạn thực sự rất tiện lợi. Hãy đặt hàng ngay hôm nay để. Hiện tại tôi đi ra ngoài ở khách sạn 5 sao. Tôi không bao giờ dùng khăn tắm của họ nữa, bởi vì bạn không bao giờ biết. Trước đó chúng đã được dùng để lau toilet hay chân bẩn. Vì thế tôi luôn mang theo khăn tắm đến loại này. Nó sẽ phồng lên và mở rộng khi tiếp xúc với nước. Cảm giác chạm vào nó còn mềm mại hơn cả khăn tắm ở nhà. Nó cũng có kích thước rất lớn, phù hợp cả với người lớn và trẻ em. Điều quan trọng là chất lượng của nó cũng rất tốt. Tôi có cảm giác rằng sau theo quảng cáo thì đây là cái khăn tắm có thể nở to, rất là to ra khi thả xuống nước. Không biết có tin được không, mình kiểm tra luôn các bạn nhá. Mình chuẩn bị sẵn một bát nước đầy đây rồi, bây giờ mình thả cái cuộn này vào xem kết quả thế nào nhá. Bình thường khi đi du lịch mà phải dùng những cái khăn chung mà mọi người lau đủ các thứ rồi, bao nhiêu người lau thì nghĩ đến mà cũng khiếp rồi các bạn ạ. Bao nhiêu dịch bệnh truyền nhiễm. Thả khăn này vào thì nó hút nước gần hết luôn mà nó nở to, rất là to. Bây giờ mình thử rũ nó ra xem to thế nào các bạn nhá. Kích thước của nó thì rơi vào khoảng tầm 65 cho đến 1m4, 1m5 các bạn nhá. Khá là to, cao gần bằng mình luôn. Chất liệu mềm mại các bạn nhá, trên bao bì ghi cốt tông. Giá của nó thì sẽ là 20k một chiếc, mua 5 tặng 1. Và kích thước của nó sẽ là 70 nhân với 1m4 nhá. Đó. 70 nhân với lại 1,140 cm. Đấy, tức là 70 nhân 1m4, hàng cực kỳ to luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp từ hàng của thương hiệu Philips nhá. Đấy, sản xuất tại Thái Lan các bác này. Hàng thì của hãng Philips nhá, made in Thailand đây. Đó, Philips này, made in Thailand, hàng sản xuất tại Thái Lan. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Qua lên trên là bếp từ Philips nhá, made in Thailand này. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác nhá. Một con bếp từ cực kỳ chất lượng như này. Con này thì các bác sẽ được tặng kèm một cái nồi. Đấy. Được tặng kèm một cái nồi như này các bác nhá. Đấy, các bác sẽ được tặng kèm một cái nồi như này. Lưu ý các bác là cái này là hàng tặng kèm nhá, cho nên là nó vừa phải thôi, không dày không mỏng. Và khi các bác nhận được hàng thì thi thoảng nó sẽ có bị xô móp như này thì các bác thông cảm thôi. Tại vì hàng khuyến mại thì nó không lấy đâu ra được các bác nhá. Còn em bán thì em chỉ có bán cái em bán cái nồi, cái bếp từ này thôi, còn cái nồi này là tặng kèm nhá. Nồi tặng kèm thì không tính tiền. Cho nên là khi các bác nhận hàng nó có thể là bị móp méo một chút thì các bác cũng thông cảm nhận hàng nhá. Đó. Và đây sẽ là nhân vật chính này, một con bếp từ hàng của thương hiệu Philips như này. Sử dụng phím của nó đều là phím cảm ứng hết nhá, phím cảm ứng thông minh luôn. Có bảng điện tử để hiển thị số này. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là motor là 100% bằng đồng đỏ au hết này các bác nhá. Đấy. Motor 100% bằng đồng đỏ au hết luôn. Đó. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực khoảng 5 ly như này. Đấy, mặt kính cường lực 4 đến 5 ly. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy, giá của nó sẽ là đấy thì con này của nó thì cái chiều ngang của nó thì vào khoảng 25 và chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Đấy. Nói chung là bếp này thì nó không phải là to, không phải là nhỏ, nó là hạng trung các nhá và rất là tiện luôn. Các bác thi thoảng ăn lẩu ăn nước hoặc là chén rán chiên xào nấu được hết. Đấy. Bếp từ Philips, hàng made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, made in Japan nhá. À, made in Thailand các bác, xin lỗi các bác nhá. Đó. Giá thì qua lên cho em là bếp từ bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bếp từ nhá. Đó. Bếp từ bao nhiêu đấy? Bếp từ bao nhiêu? 480k nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 480k cho con bếp từ như này. Các bác lên trên là bếp từ, giá của nó sẽ là 480.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái gang tay thức ăn nhá. Các bác lên trên là gang tay thức ăn này, đó. Gang tay thức ăn. Đó. Gang tay này thì các bác để làm thức ăn nhá. Đó. Gang tay thức ăn, giá thì là 30k cho một hộp như này nhá. 30k cho một hộp gang tay thức ăn như này. Đó. 30k, không cọc thì thôi, trình bày làm gì chứ mệt. Giá sẽ là 30.000 cho một gang tay thức ăn. Đấy.
Đấy, thì đây nó sẽ là cái dạng găng tay dai như này các bác này. Đấy, găng tay dai như này. Đấy, và con này thì nó sẽ rất là dai. Đấy, rất là dai các bạn. Đấy. Rất là dai như này các bạn. Đấy, rất dai này. Đó. Cái gì liên quan đến cọc là báo luôn. Đồng ý thì làm, không thôi. Họ không đồng ý thì thôi luôn, cháu xin phép cho tắt máy, trình bày làm gì? Mất thời gian. Đây các bạn này. Đấy, các bác nhá. Nó rất là dai luôn các bạn. Cái này của nó rất là dai này. Khi các bác dùng nó thoải mái luôn các bạn, và nó rất là ôm tay. Dai ôm tay nên khi các bác bóp nó sẽ không bị bong, bị nói chung là đầy đủ, rất là tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng để vệ sinh hay là làm các công việc đều được ok hết nhá. Giá thì lên cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Giá sẽ là 30.000 cho một vỉ như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái giá đỡ điện thoại nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đây, cái bộ giá đỡ điện thoại như này. Thì nó sẽ về cho các bác là nó sẽ có hai màu. Đấy. Có hai màu, một màu đen và một màu trắng này, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho bác thôi. Đấy, gửi ngẫu nhiên cho bác thôi nhá. Đó. Có hai màu, màu đen màu trắng như này. Con này thì nó rất là tiện luôn. Các bác có thể để này. Đây, để điện thoại lên như này nhá. Hoặc là các bác có thể đẩy ra như này, để đứng như này. Đó, để đứng như này. Đấy, hoặc để như này. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Đấy, nói chung là giá thì đây, các bác để như này cho em này. Đó, để như này nhá. Hoặc là để nằm đứng như này, hoặc là cho nằm hẳn xuống dưới đất như này cũng được. Đấy, thấp cao tùy theo các bác điều chỉnh nhá. Đó, giá thì cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Con này thì nó rất là tiện dụng cho các bác sử dụng nhá. Lên cho em là con này nó có thể xoay 360 độ được nhá. Xoay 360 độ được như này. Đấy, các bác lên cho em là các bác lên cho em là giá xoay nhá. Đấy, lên cho em là giá xoay. Đấy. Giá xoay 360 độ. Đấy. Giá xoay này. Giá xoay 360 độ, 360 độ. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho con giá xoay 360 độ này nhá. Lên theo là giá xoay 360 độ, giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho con này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop lại về cho các bác cái lô tất nai này. Màu đen cực kỳ là nhuần nhã và sạch sẽ luôn. Cổ thì từ dưới gót chân lên nó cao khoảng 7 đến 10 phân. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 10 đôi nhá, 10 đôi. Tất hàng của thương hiệu Nai của Nhật, 100% là sợi cốt tông, siêu thấm hút này. Đấy, siêu thấm hút này, rồi là dai này, rồi nói chung là đầy đủ các cái chi tiết như này. Đó, dai không thấm mồ hôi nhá. Lên cho em là tất vỉ nhá, tất vỉ 10 nhá. Tất vỉ 10. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. 90k cho 10 đôi. Đó, tất vỉ 10. Đấy, tất vỉ 10. Đấy, đây các bác này. Đây này. Đấy. Tất vỉ 10 nhá. Giá của nó sẽ là 10 đô như này, giá có 90.000 thôi, 90.000 cho 10 đô. Nói chung là giá quá rẻ luôn. Giá này thì giá quá hợp lý rồi, các bác mua về dùng dần. Đấy, hàng tất của Nhật nhá. Một vỉ như này mà chỉ có 90.000 cho 10 đô thôi, quá rẻ luôn nhá. Đấy. Nhưng mà giá hợp lý để gửi tới các bác nhá. Giá rất là hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đây, đó là cái ném cái biển đi Phương. À đây, đây. Cái mài gót chân nhá, máy mài gót chân. Đấy, con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, máy mài gót chân. Một con máy mài gót chân như này. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. 100.000 thôi nhá, 100.000 cho một con máy mài gót chân như này. Con này thì nó sẽ có tặng kèm các bác là một cái dây sạc và hai và một viên đá nữa đây. Ví dụ như là tay chân các bác bị da khô nứt nẻ, hoặc là cái da nó lâu ngày nó bị khô. Đấy, nó bị sừng thì các bác mài đi cho em nhá. Mài gót tay, gót chân đều được hết nhá. Đấy. Các cái phần da khô nứt nẻ các bác mài đi cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác con này rất là ngon luôn. Và giá thì chỉ có 100.000 thôi. Lên cho em là máy mài gót chân nhá. Đấy. Máy mài gót chân này. Đấy. Lên cho em là mài gót chân, máy mài gót chân này. Máy mài gót này. Máy mài gót giá của nó sẽ là nó giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con máy mài gót như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm thêm cái cao ngựa luôn để các bác bôi cho nó cái da chân nó mềm ra và nó tái tạo cái da chân nhá. Lên cho em là cao ngựa nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đó, 30k cho một hộp cao ngựa như này. Đấy, 30k cho một hộp cao ngựa như này các nhá. Đó. Giá thì siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm thì sẽ là một cái lọ cao ngựa như này các này. Đấy, và chất cao của nó thì rất là dẻo luôn. Các bác bôi vào này. Đấy, nó sẽ giúp cho tái tạo da này, làm mềm da. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là cao ngựa, giá của nó sẽ là 30.000.
30.000. Thì đây sẽ là cái video thực tế cho bác xem nhé. Đó, gót chân ra khô nứt nẻ các bác mài đi cho em này. Đấy, đưa vào các bác mài đi. Mài đi xong đó thì các bác đưa cái cao ngựa vào các bác bôi. Đó, bôi cái cao ngựa vào cho em. Một thời gian thì nó sẽ sạch đẹp lên luôn các bác nhá. Đó. Đấy. Đấy, các bác đưa cái cao ngựa vào các bác bôi đi cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Đó. Đây. Đấy. Mài đi cho em. Sau đó thì các bác bôi cái cao ngựa vào. Nó sẽ sáng bóng đẹp lên luôn. Đấy. Gót chân da khô nứt nẻ là xử lý được hết nhá. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa không nhá. Ủng đi mưa thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về và giá thì cũng rất là tốt cho bác luôn. Đó, đây. Một cái đôi ủng đi mưa như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Thì con này các bác đi trực tiếp luôn, có thể là các bác cả đi giày nó cũng vẫn xỏ vừa nhá. Đấy. Bóc chữ đi. Cả đi giày cũng vẫn xỏ vừa các nhá. Đấy, cả đi giày đi tất, các bác đi giày đi tất vẫn xỏ vừa luôn. Đấy, con này thì rất là tiện các bác, nó rất là to. Đấy. Thì nó rất là rộng như này. Đấy, và nó độ giày của nó vừa phải. Thì con này có thể đi vừa cả đôi giày đôi tất vào trong luôn. Đấy, đi cả một cái đôi giày vào luôn. Đây, ví dụ như em đang đi đôi dép này. Đấy, đang đi đôi dép đây. Đấy, em xỏ cho bác xem. Đó, nó rất là ngon luôn nhá. Thì cái này các bác dùng để mình đi trời mưa này hoặc là các bác phải đi lội ruộng này. À, đi lội đất bùn thì nói chung là được hết thôi nhá, rất là ngon luôn. Đấy, có thấy không? Có cả dây đai các này, có cả dây đai luôn. Rất là ngon. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác rồi. Đấy. Nên đã giúp cho em là ủng đi mưa nhá. Giá thì ủng đi mưa, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái ủng đi mưa như này, giá của nó chỉ có bao nhiêu nhỉ? Nên cho em là ủng đi mưa nhá, giá của nó sẽ là 100 nhá. Đó, ủng đi mưa này. Ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con ủng đi mưa này thôi. Con này thì rất là tiện dụng luôn, lên mã cho em là ủng đi mưa nhá. Giá sẽ là 100.000. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy video thực tế luôn nhá. Đấy các bác đi lội ruộng, lội bùn đất thoải mái luôn. Về nhà chỉ cần là tụt ra là xong. Đó, kể cả các bác đi giày tất ở bên trong cũng vẫn ok. Nó có cái độ giãn nhất định và rất là rộng rãi thoải mái luôn, rất là ngon lành. Đó, đây các bác này. Rất tiện nhá, rất hợp lý luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con ủng đi mưa như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho con ủng đi mưa này thôi. Giá rất là tốt cho các bác luôn, nên cho em là ủng đi mưa nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn đeo đầu wifi nhá, nên cho em là đèn wifi. Đấy, con này nó sẽ có cái chức năng là tự tắt bật, cho nên là em gọi nó là đèn wifi. Đấy, nó sẽ là điều khiển qua tự tắt bật như này. Đấy, đây các bác này. Đấy, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật này. Đó. Đây, con này của nó thì nó sẽ có chế độ là zoom ở đây nhá, zoom ở đây này. Đấy, cũng rất là sáng luôn, ban ngày mà các bác nhìn như này là ban ngày là tương đối là sáng rồi các bạn. Đây. Ban ngày mà như này là pha của nó rất là sáng rồi. Giá của nó thì sẽ là 140.000 cho con đèn đeo đầu như này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn wifi nhá. Đấy. Điều chỉnh ở đây này, có thể ngoắt nghéo này. Và ưu điểm của con này là nó sẽ có cái chức năng là cảm biến. Đấy, gạt này, tắt bật này. Đấy. Gạt này tắt bật rất tiện luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con đèn wifi như này. Giá của nó sẽ là 140.000. Lên cho em là đèn wifi nhá. Đấy, đèn wifi. Đèn wifi này, giá của nó sẽ là 140k cho con đèn wifi này thôi. 140.000 cho con đèn wifi như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ghế hơi các bác nhá, ghế hơi. Giá thì lô này hàng về thì giá siêu tốt cho các bác luôn. Giá chỉ có 360k nhá. Lên cho em là ghế hơi này, đó. Ghế hơi, giá của nó sẽ là 360k cho một con ghế hơi như này và bao ship cho bác luôn. Bên trong của nó thì nó sẽ là một cái dạng cao su này, rồi là kết hợp với lại nỉ này. Đấy, để làm nên một cái ghế rất là đẹp như này. Đấy, thì đây em sẽ cho các bác xem cái chất liệu bên trong của nó một chút nhé. Đấy. Đấy, chất liệu bên trong này, đó, đây. Bên trong của nó thì nó sẽ là một cái dạng là, đây, một cái dạng da như này các này, đây, đấy, một cái dạng da như này các nhé. Đấy, chất liệu của nó là bằng dạng là da như này. Và bên trong của nó thì nó sẽ là da kết hợp với lại nỉ nhá. Cái mặt trên của nó thì nó sẽ là nỉ các bạn. Đây. Đấy. Đây, cái mặt trên của nó thì nó sẽ là đây.
Đấy, cái mặt trên của nó thì nó sẽ là nỉ như này các nhá. Mặt trên của nó thì nó sẽ là cái lớp nỉ trơn như này, nỉ trơn nỉ lì như này. Và mặt bên bình thường của nó sẽ là một cái lớp da nhé, lớp da cực kỳ là dai luôn, để khi mà các bác bơm lên ấy, các bác bơm hơi lên thì nó sẽ không bị gọi là nó sẽ không bị xịt. Đấy. Thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái ghế hơi này luôn nhá. Con này dùng rất là tiện luôn. Đấy, rất là tiện luôn. Đây có video thực tế cho bác xem luôn. Các đây con này. Con chưa thể quên một điều ông bà nội bộ ghế hơi Intex này để nằm xem TV ngoài phòng khách. Chứ ông bà hay bị đau cổ vai gáy lắm. Thấy em ghế hơi này hot 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 chân top nên dinh về ngay. Chắc chỉ mất khoảng 3 phút là đã bơm xong ghế rồi. Chọn bộ bao gồm một ghế tựa lưng, một ghế đôn gác chân. Lúc tôi mua thì có tặng kèm cả bơm máy nữa. Nếu không dùng thì xịt hơi gấp gọn lại rất là tiện luôn. Đấy, bố chồng tôi háo hức hồi nằm lên ghế luôn này. Ghế này hay ở chỗ là có hộc để cốc nước rất là tiện. Hệ thống các ống khí tạo cảm giác massage êm ái, giảm đau mỏi vai gáy đáng kể đấy. Bề mặt phủ một lớp nhung thoáng khí mềm mại nhìn thế này thôi nhưng không hề nóng đâu mọi người. Ghế hơi Intex này chịu tải trọng lên tới 100 kg. Amber được bố với ông bế lên ngồi test liên tục luôn. Ghế rất nhẹ nên có thể di chuyển bất cứ đâu trong nhà luôn. À, cái bề mặt này vệ sinh rất là dễ cho mọi người. Bảo hành điện tử tới tận 12 tháng luôn. Đây là kích thước sau khi bơm của ghế cho ông bà nào tò mò nhá. Nói chung tôi thấy là được đấy, làm quà cho bố mẹ xịn luôn. Tuổi cao làm cái này thích lắm. Nghe bố chồng nói mà mắt lòng rưỡi rưỡi các bà. Hôm trước về quê mua biếu ông bà nội bộ ghế hơi Intex này để nằm xem TV ngoài phòng khách. Chứ ông bà hay bị đau cổ vai gáy lắm. Thấy em ghế hơi này hot 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 chân top top nên dinh về ngay. Chắc chỉ mất khoảng 3 phút là đã bơm xong ghế rồi. Chọn bộ bao gồm một ghế tựa lưng, một ghế đôn gác chân. Lúc tôi mua thì có tặng kèm cả bơm máy nữa. Nếu không dùng thì xịt hơi gấp gọn lại rất là tiện luôn. Đấy, bố chồng tôi háo hức hồ hởi nằm lên ghế luôn này. Ghế này hay ở chỗ là có hộc để cốc nước rất là tiện. Hệ thống các ống khí tạo cảm giác massage êm ái, giảm đau mỏi vai gáy đáng kể đấy. Bề mặt phủ một lớp nhung thoáng khí mềm mại nhìn thế này thôi nhưng không hề nóng đâu mọi người. Ghế hơi Intex này chịu tải trọng lên tới 100 kg. Amber được bố với ông bế lên ngồi test liên tục luôn. Ghế rất nhẹ nên có thể di chuyển bất cứ đâu trong nhà luôn. À, cái bề mặt này vệ sinh rất là dễ cho mọi người. Bảo hành điện tử tới tận 12 tháng luôn. Đây là kích thước sau khi bơm của ghế cho ông bà nào tò mò nhé. Màu tím, chỉ có màu cam với lại màu đỏ. Ok các bác nhá, màu cam màu đỏ. Ghế hơi nha, lên theo là ghế hơi giá 3 à, bên shop về cho bác cái bộ 5 đĩa các bác nhá. Bộ 5 đĩa, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Đấy. Bộ 5 đĩa này, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, các bác trông hàng thương hiệu Winling chưa? Đó, Winling này thì nó là hàng của Đức các bác nhá. Hàng của Đức, cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng của Đức cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đây, bộ 5 đĩa như này các bác này. Đấy, cũng rất là đẹp xịn sò luôn. Cái đĩa to nhất này thì cái đường kính của nó vào khoảng là 25 cm nhá. Đấy, 25 cm. Bộ 5 đĩa các bác nhá. Bộ 5 đĩa rất là đẹp luôn. Đấy. Thì các bác lên xem là bộ 5 đĩa nhá. Đấy. Bộ 5 đĩa siêu đẹp, siêu chất lượng luôn này các bác. Đó, đây. Hàng của thương hiệu Winling của Đức này, vẫn còn logo đấy nhá, logo của nó này. Hàng này hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Rất là đẹp. Đây. Đấy, nó sẽ là nguyên trong hộp như này. Nguyên trong hộp như này, hàng của thương hiệu Winling của Đức các nhá. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức. Rất là chất lượng luôn. Đó, rất chất lượng cho bác nhá. Đấy. Thì đây, nó sẽ bao gồm cho các bác là một con to nhất này. Con to nhất này thì nó sẽ là 25 rưỡi gần 26 nhá. Đấy, con to nhất thì tính vào 26 đi. Đấy, con to nhất này vào 26 này. Đấy. Tiếp theo là đến con nhỡ là 23 này, con nhỡ là 23 này. Đấy. Tiếp theo là đến con nhỏ là 20 này. Đấy, tiếp theo là đến con này là 17 này. Và đến một con nhỏ nữa là 14 nhá, 14. Đấy, một cái bộ 5 đĩa như này. Đấy, các bác lên xem là bộ 5 đĩa nhá. Đấy, sáng chói hết cả mắt này các bác thấy không? Đấy. 1 2 3 4 5. Lên xem là bộ 5 đĩa nhá, bộ 5 đĩa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Thì các bác lên xem là bộ đĩa tròn nhá. 1 2 3 4 nó bao gồm 5 cái này, lên xem là bộ đĩa tròn. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng và giá cực kỳ tốt cho bác luôn, hàng rất đẹp nhá. Inox 304 này. Lên xem là bộ đĩa tròn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 130k cho một bộ đĩa tròn như này. 130.000 cho 5 cái đĩa. Đấy, 130.000 cho 5 cái đĩa. Giá thì cũng cực kỳ là hấp dẫn để gửi tới các bác luôn. Hàng inox 304. Hàng này nói chung là rất là dày các nhá, cũng tương đối là dày các bác. Đấy, tương đối là dày. Để các bác đựng hoa quả này, thức ăn, thực phẩm rồi nói chung là cũng rất là ok luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, các bác ăn cỗ ăn bàn cũng được, đựng rất là đẹp luôn. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Hàng bền đẹp chắc chắn bằng inox, không lo bị rỉ sét cũng như là không lo bị gọi là rơi vỡ nhá, rất là tiện dụng luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác bộ 3 bát tô nhá, 3 bát tô. Đây. Bộ nó sẽ bao gồm 3 bát tô như này các bác này. Đấy, 3 bát tô như này. Đấy, bát tô thì không nhầm đúng không? Đấy, các bác lên xem là bộ 3 bát tô như này nhá. Đấy. Đây. Thì con này con đầu tiên là đường kính của nó cũng là 24 nhá, 24 này. Đấy, sau đó là đến
24, 20, sau đó là đến 16 này. Đấy. Các bác lên cho em là bộ 3 bát tô nhá. Bộ 3 bát tô như này. Đấy, con to này thì nó rất là sâu lòng, các bác có thể dùng để làm bát canh thì rất là thoải mái luôn. Chiều cao của nó vào khoảng là 11 12 cm nhá, chiều cao khoảng 11 12 cm. Đây. Đấy. Tính từ dưới đất lên là chiều cao là 10 cm nhá. Đấy. Một con là 10 cm, một con là khoảng 9 cm, một con là khoảng 8 cm nhá. Đấy. Đây. 10 cm, 9 cm, 8 cm. Lên cho em là bộ 3 tô nhá. Đấy. Bộ 3 tô. Bộ 3 tô giá bên shop đang gửi tới bác là 120k nhá. 120k cho bộ 3 cái tô như này. Đấy. 120.000 cho một bộ 3 cái tô như này nhá. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. 120.000 cho một bộ 3 cái tô như này. Đó. 3 cái tô như này giá sẽ là 120k nhá. 120k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy vắt cam các bác nhá. Đấy. À, xin lỗi các bác là vắt cam bằng tay nhá. Đấy, đây. Con này là con vắt cam bằng tay này. Đấy. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong hộp như này. Đấy. Hàng trong hộp như này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, bằng inox 304 các bác nhá. Inox 304. Đấy. À, các bác lên cho em là vắt cam bằng tay nhá. Đấy, vắt cam bằng tay, tại vì bên em có cả máy, có cả vắt bằng tay nữa. Trên này thì cái này vắt bằng tay nhá. Đấy. Thì cái này các bác lên cho em là vắt cam bằng tay đi, vắt cam bằng tay. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k cho cái con vắt cam bằng tay như này. Đó. Lên cho em là vắt cam bằng tay này. Đó, vắt cam bằng tay nhá. Nó sẽ có hai loại, một loại bằng tay và một loại bằng máy. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con như này thôi. Đấy. Bộ này của nó sẽ là 60k cho con vắt cam bằng tay như này nhá. Giá của nó sẽ là 60.000. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay như này bằng inox cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy. Và một cái dàn bên trên như này để các bác nó sẽ lọc các cái loại gọi là hạt này, rồi các cái sơ nó sẽ đọng ở trên này, còn nước nó rơi ở đây. Các bác có thể sử dụng uống trực tiếp được luôn. Đấy, uống trực tiếp được luôn nhá. Nó rất là tiện luôn. Đấy, nó có lẫy như này để các bác sập này, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vắt cam bằng tay nhá. Giá của nó sẽ là 60.000. Bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Khi bỏ vào thì nó cũng rất là gọn như này. Các bác có thể gấp ngược, úp ngược lên và bỏ vào như này. Đấy, dùng nó rất là tiện. Đúng nhá. Đó. Vắt cam bằng tay. Giá của nó sẽ là 60k cho con vắt cam bằng tay như này các bác nhá. Rất tiện dùng luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ dao sói nhá. Đấy. À, còn cái khay thì em lên nốt cho các bác cái khay đi. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái khay cà phê nhá. Đấy, khay cà phê. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay như này. Đấy. Khay này thì bên em sẽ bán cho bác với giá là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc khay như này. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là khay cà phê nhá. Khay cà phê. Giá sẽ là 25k. Đó. Khay cà phê giá sẽ là 25k cho một con khay cà phê như này. Con này thì nó sẽ là hàng của anh các nhá. Hàng của anh, rất là đẹp luôn. Rất nhiều mẫu mã kiểu dáng khác nhau. Thì bên em sẽ bốc ngẫu nhiên thôi các nhá. Đấy. Nói chung là hàng của anh rất là đẹp luôn. À, cái này thì nó không dày đâu các bạn, nó cũng vừa xinh thôi, không dày không mỏng, vừa xinh để cho các bác sử dụng nhá. Đó. Nói chung con này ưu điểm của nó là sạch đẹp, sáng bóng. Về nhà các bác có thể sử dụng để đựng hoa quả này, đấy, khay cà phê này, đựng thức ăn này, đồ nấu chín này, nói chung là ok hết, rất là đẹp luôn. Đấy. Em bên em sẽ bán theo combo là 25k một cái. Đấy, bán lẻ là 25k, còn combo là 5 cái thì sẽ là bằng 110k nhá. 5 cái sẽ bằng 110k. Đó, 5 cái sẽ bằng 110.000. Thì các bác nếu các bạn nào mua 5 cái trở lên thì giá nó sẽ tốt hơn một chút thôi. Giá tốt hơn một chút. Thì nói chung là cứ ưu tiên, bác nào lấy số lượng nhiều thì giá nó sẽ tốt. Hàng thì hàng đẹp, hàng chất lượng cho các bác đây, hàng rất đẹp, rất chất lượng cho bác luôn. Để em đo cho các bác xem nhá. Con này thì chiều dài của miệng của nó là vào 25 nhá, và chiều ngang là sẽ là 16. Chiều dài của miệng nhá, em đo tổng thể phủ bì nhá, của miệng là 25. Đấy, chiều ngang là 16. Con này thì các bác dùng cũng rất là ok luôn. Thoải mái cho các bác sử dụng các cái sinh hoạt trong gia đình, ví dụ như là đựng hoa quả, đựng thức ăn chín, thức ăn sống, rồi ví dụ các bác mua 5-7 cái như này, nhà có ăn lẩu, ăn lả các thứ thì các bác đựng rau cỏ rồi thực phẩm thức ăn, nói chung là rất là ok. Đó, sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ dao sói. Ném anh tờ giấy. Bộ dao sói bao gồm cho các bác là 5 món thôi nhá, 6 món luôn. Bộ dao sói 6 món như này. Đấy. Lên cho em là bộ dao sói. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đó.
rất hạt rẻ các bác nhá. Đấy, bộ dao sói giá thì chỉ có 100k thôi. Lên theo là bộ dao sói này, đó, bộ dao sói, giá của nó sẽ là 100 cành cho một bộ như này, giá cực kỳ sinh viên luôn. Đấy, giá rất là sinh viên nhá. Đấy, hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 con dao như này. Dao này của nó thì nó sẽ là lưỡi màu trắng và được sơn cái màu đen chống dính như này nhá, sơn màu đen chống dính như này. Đấy, kích thước của nó thì nó cũng khá là dài to đấy các bạn, chứ không phải là ngắn đâu. Đấy, đều là dài khoảng là từ 30cm hết nhá, đều dài khoảng 30cm hết. Bản dao con to nhất là 5cm và con nhỏ nhất là 2,5cm, con nhỡ là 3,5cm các bác nhá. Đó, nó sẽ có cho các bác bao gồm là 3 dao. À, xin lỗi các bác là 4 dao anh em ạ. Lại còn một con dao gọt này nữa. Đấy, 4 con dao với lại một kéo, một cái nạo như này. Trời ơi, giá này thì quá là rẻ rồi. Tính ra vào có 20.000 một món thôi anh em ơi. Đó, 6 món tính ra là 65-90, có 17.000 một món thôi. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đây. Đây con này, đó. Hàng thì nói chung là cũng sắc như nước luôn các nhá. Đây, sắc như nước luôn. Đó, các bác thấy không? Rất là bén nhá. Đấy, rất là bén. Đấy, một cái bộ dao phải nói là giá này là giá sinh viên chứ không phải là giá ông già, bà già nữa rồi. Giá là sinh viên, không có nghìn nào đấy các bạn. Đấy. Sinh viên mà cứ mua cái bộ này phòng trọ mà dùng thì cũng là rất là phê luôn các bác nhá. Đó. Đấy. Bộ bao gồm cho các bác là bao gồm cho các bác là 4 con dao luôn. Đấy, một cái kéo này, một cái kéo rất là sắc luôn nhá. Con này thì vừa cắt này, vừa mở nắp chai này, vừa khui bia được luôn nhá. Đấy, vừa cắt, vừa mở nắp chai, vừa khui bia. Đấy, và một con nạo nhá, một con nạo cũng rất là bén luôn. Con nạo này các bác dùng để nạo hoa quả rồi gọt dứa, gọt gọt khoai tây với nước, nói chung là rất là ngon này. Giá thì cực kỳ hợp lý rồi. Đấy, nạo rất sắc bén luôn. Đấy, em vừa test thử cho bác xem đấy. Bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 6 món như này nhá. Đấy. Lên theo là bộ dao sói nhá, bao gồm 6 món. Mà giá thì em đang gửi tới tay quý cô bác anh chị nhá. Giá chỉ có 100k cho một bộ dao này thôi. Đấy, giá nói chung là giá này thì gọi là giá sinh viên rồi. Quá hạt rẻ để phục vụ các bác luôn. Đó, giá sinh viên, rất hạt rẻ luôn nhá. Một cái bộ dao 6 món chất lượng như này mà giá thì rất hợp lý để phục vụ các bác nhá. Đó. Thì lên mã giúp cho em là dao sói nhá, dao sói. Đây, bộ dao sói này, giá của nó chỉ có 100.000 thôi. Hàng này thì cực kỳ chất lượng luôn, hàng hãng, hàng thương hiệu các bác nhá. Đây. Đấy, chuyên dùng trong nhà bếp này, có hình con sói này, con này. Đấy, sắc bén như nanh vuốt của con sói đấy. Nên là cái hãng này nó lấy luôn cái thương hiệu là hình con sói luôn. Đấy, thì lên cho em là bộ dao sói nhá. Giá chỉ có 100k cho bộ dao sói như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm. Đó là cái tẩy xanh nhá. Các bác lên cho em là tẩy xanh. Con này thì nó chuyên dùng để tẩy xoong nồi cũng như là tẩy rửa ô tô nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là tẩy xanh. Đấy, con này thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Đây, thì nó sẽ là thuộc cái dạng là nó là sẽ là cái kem màu trắng các bác. Đấy, nó sẽ là cái kem màu trắng như này các bác này. Đấy, nó sẽ là cái kem màu trắng như này. Đấy, về nhà các bác đánh rửa thì các bác cho trực tiếp lên lên các cái vết bẩn, lên các cái vết bẩn xoong nồi để các bác đánh kỳ cọ đi cho em. Đấy, lên cho em là tẩy xanh nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá chỉ có 30k thôi. Đó, tẩy xanh này. Đó, tẩy xanh, giá của nó sẽ là 30k cho một 30k cho một hộp tẩy xanh như này. Giá rất hợp lý. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đó, đây. Người thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn. Mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem tẩy xoong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn. Mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người. Rất là sạch luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có 30k cho một hộp tẩy xanh này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là tẩy xanh này. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ tẩy xanh như này các bác nhá. Đó, hàng cực kỳ chất lượng và giá rất tốt cho bác luôn. 30k cho một lọ tẩy xanh như này. Đó, rồi ok. Thank you.
con này nó có nháy theo nhạc anh em nhé. Đấy, có nháy theo nhạc anh em nhé. Anh em bật nhạc là đèn led nó sẽ nháy theo nhạc luôn, rất là hay anh em ạ. Rất nhiều màu nháy theo nhạc anh em nhé. Loa của nó sẽ có cả loa đằng trước cả loa đằng sau luôn anh em nhé. Ở đây nó sẽ có là một cổng USB, một cổng thẻ nhớ và một cổng 3.5. Ngoài ra thì nó sẽ có cổng sạc vào đây. Đấy. Khi anh em bật thì nó sẽ có hai nút cho anh em nhé. Đấy. Chất âm cực kỳ là hay luôn. Nháy theo nhạc cho anh em luôn nhá, rất ok luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là con loa. Anh em lên cho em là loa chữ G nhé. Con này thì nó nháy theo nhạc rất là đẹp luôn anh em nhé. Nó nháy theo nhạc rất đẹp luôn. Khi anh em bật thì nhấn cho em hai nút nhé. Đấy, nó sẽ có hai nút. Đấy, nút anh em sẽ nhấn cho em là cái nút nguồn có đèn như này và cái nút chữ M như này. Đấy, đây. Anh em nhấn cái nút này lên này. Đấy, sau đó thì anh em nhấn cái nút chữ M này nhé. Đấy. Đấy, thì nó sẽ có hai nút, một nút là bật đèn và một nút là anh em bật Bluetooth. Đấy, thì nó sẽ có hai nút như này. Đó anh em nhé. Hàng thì rất là đẹp và rất chất lượng luôn. Đấy, nháy theo nhạc luôn anh em nhé, rất là ngon lành luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Các bác lên mã giúp cho em là loa chữ G. Lên cho là loa chữ G, giá của nó sẽ là 260k bao ship thôi nhé. Đấy, lên mã giúp cho em là loa chữ G nhé. Loa chữ G. Đấy, loa chữ G. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260k và bao ship cho cái mã loa chữ G này nhé. 260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Một cái mẫu loa chữ G cực kỳ là đẹp và chất lượng không nhá. Đấy, rất đẹp chất lượng luôn. Nháy theo nhạc luôn không nhá. Rất là ngon lành cành đào luôn. Đấy. Con này các bác dùng thì nói chung là chấm hết luôn các bạn. Đấy. Khi các bác bật nguồn thì bật cho em hai nút này, cả nút Bluetooth này lên này. Đấy. Đấy, cả nút nguồn cả nút Bluetooth này lên nhá. Bật hai nút thì nó mới lên. Đấy. Đấy. Bật thì bật một nút đầu tiên này là nút đèn này, thứ hai là nút Bluetooth này. Đó. Đấy, hai nút các bác nhá. Đó. Một đơn. Đó, lên cho em là loa chữ G nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 cho một chiếc loa chữ G như này nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng dây phơi nhá. Đấy, dòng dây phơi như này. Con này thì các bác dùng thì nói chung là nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, nó sẽ là bằng dây cước và hai đầu của nó thì nó sẽ có cái phần đai bằng inox như này. Đấy. Cái này thì các bác kéo nó cũng thoải mái giãn luôn và về nhà các bác cứ quặc những cái mắc áo vào đây cho em, rất là tiện nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là dây phơi nhá, dây phơi. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20k cho một cái 20k cho một cái bộ một cái dây phơi như này thôi nhá. Đấy, lên trên là dây phơi. Giá của nó sẽ là 20k. Chiều dài của nó thì từ 4 đến 5 mét đây. Đấy, nó sẽ như này các bác này. Cái này thì tha hồ các bác quặc những cái ấy vào đây, quặc những cái mắc áo vào đây, không bao giờ lo bị gió nó bay nhá. Đấy, các bác cứ quặc vào những cái lỗ này cho em, không bao giờ lo bị gió bay. Và nó bằng cước, nó rất là bền các bác. Nó bằng sợi cước, nó rất là bền. Lên mã giúp cho em là dây phơi. Các bác dùng con này thì nó rất là tiện chứ không như là cái dây thép. Cái dây thép các bác dùng thì nó vẫn bị bay mất cái mắc áo, nhưng cái này dùng thì thoải mái luôn. Lên cho em là dây phơi nhá. Đó, lên mã cho em là dây phơi. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k cho một một quận như này. 20k một quận từ 4 đến 5 mét. À đây. Cái này của nó mặc định luôn là 5 mét đây này. Đấy, nó mặc định luôn là 5 mét. Đấy, 5 mét cho một quận như này. Các bác mua 1-2 quận là dùng là ok. Đấy, dây phơi đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá, rất đơn giản thôi. Đấy, các bác treo lên này, quặc nó vào này, các bác phơi đồ thoải mái luôn. Đó các bác theo. Đấy, phơi đồ, phơi chăn chiếu, phơi quần áo thoải mái. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đó, đây các bác chỉ cần quặc qua như này là xong nhá. Nó rất là tiện các bác. Đấy, rất tiện luôn. Đấy, treo lên không sợ bị gió bay nhá, nó vẫn thành hàng các bác nhá. Rất là ngon lành luôn. Có độ co giãn nhất định nhá, bằng sợi cước nhá. Rất bền, chống chịu được mưa nắng nhá. Giá thì chỉ có 20k thôi, lên cho em là dây phơi nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con hút bụi ống nhá. Các bác lên nay có thể là hút bụi ống. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho con hút bụi ống này. Đó. Lên cho em hút bụi ống, giá của nó sẽ là 260.000 ạ. Đấy. Hút bụi ống này, đó. Hút bụi ống, con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Giá của nó sẽ là 260k, giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, nó sẽ có các cái ống ống dài như này, cho nên là bên em gọi là
hút bụi ống nó có một cái ống rất là dài luôn đó, để các bác chuyên hút bụi. Một con này thì nó sẽ có đầu chổi này, đầu chổi thì các bác vệ sinh này, có đầu chổi này, có dây sạc đây các nhá, có dây sạc này. Đấy. Đây thân máy của nó này, máy chạy rất là khỏe luôn nhá, đó, máy chạy rất là khỏe luôn, đây máy chạy rất khỏe luôn. Đấy, và đây là cái đầu, đây đầu hút này, nó sẽ có một cái đầu hút thẳng như này, đấy các nhá, đây con này hút khỏe lắm đây. Đấy, nó hút cả cái ấy lên các bạn, đấy, hút cả cái biển này lên các bạn, đấy, các theo, đây, đấy, hút cả cái biển này lên luôn các bạn, đấy, các theo, đấy nhá, đấy, cái biển này nó nâng phát một là lên luôn các bạn, các theo, nó rất là khỏe các nhá, cả cái biển này nó nâng phát một lên luôn các bạn, đấy, nói chung là con này hút rất là khỏe luôn, đó, hút rất là khỏe nha. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là cái đầu này thì để các bác lắp vào cái ống dài này để các bác hút ở các cái vị trí đây có cái đầu này để các bác lắp vào đây, lắp cái đầu này và xong lắp cái này vào cho em này, đấy để các bác đưa cái ống này đi các bác hút ở các vị trí khác nha. Đây em hút kia ấy lên cho bác xem này, đấy bác xem, hút một phát lên luôn con này, hút một phát cái biển này lên luôn nhé, nó hút một phát cái biển này lên luôn, bác xem, đấy. Rất là khỏe luôn nhé. Nói chung là con này thì rất là khỏe đấy. Cả một cái biển nó còn hút lên như này thì nói chung là rất là ok luôn nhé. Cái này là rất là ok rồi nhé. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có các cái đầu chổi nữa này. Có đầu chổi để các bác đưa vào các cái vị trí khác nhau nữa. Đầu chổi của nó đây. Nói chung là con này thì dùng rất là ok. Tháo ra để thay rác thì các bác rất đơn giản. Chỉ cần ấn cái này ngửa lên này là xong. Đó. Ngửa ra khi các bác cho vào thì lại sập vào nhé. Rất là đơn giản nhé. Đây là cái phần của nó này. Cái lõi của nó này. Cái này của nó thì các bác có thể rửa ráy thoải mái luôn nhé. Sập vào rửa ráy thoải mái luôn, các bác chỉ cần đặt vào như này, sau đó thì nhấp cái này vào đây, đặt vào đây, sau đó nhấp cái này nhẹ vào, thế là xong. Đó, rất đơn giản này, có hai lẫy ở dưới như này thôi, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhé, hút cực kỳ là khỏe luôn đây. Đấy, hút rất là khỏe luôn, đây có theo đây. Đấy, đây hút này, đó hút dính cái biển luôn, có theo. Đấy, rất khỏe nhá. Lên trên hút bụi ống nhá, con này các bác dùng để trên ô tô này, đấy để trên ô tô hoặc là dùng ở nhà các bác hút ở các cái khu vực nào mà nhiều bụi nhiều bẩn là cực kỳ là ok nhá. Lên trên hút bụi ống, giá bên shop đang gửi tới bác giá chỉ có 260.000 thôi, con hút bụi ống thôi, 260.000 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là em lên cho một các bác một cái sản phẩm nữa, đó là con hút bụi gạo nhá. Đấy các bác lên trên là hút bụi, con này hút bụi gạo không? Các bác lên trên là hút bụi gạo nhá. Đấy, hút bụi gạo, hút bụi gạo nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250k nhá, 250k cho con hút bụi gạo này và bao ship nhá. Đó, 250.000 cho con hút bụi gạo này, 250k và bao ship coi nhá, 250.000 và bao ship cho con hút bụi gạo như này coi nhá. Con này cũng rất là ngon luôn. Con này của nó thì nó cũng có rất nhiều các cái chi tiết đi kèm nhá. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác là một cái thân máy này. Một thân máy này các bạn. Con này cũng hút rất là khỏe luôn đây các bạn này. Đấy, nó cũng hút phát cái biển lên luôn các nhá. Đấy. Hút phát cái biển lên luôn này. Bắt theo. Đấy, đây. Con này rất khỏe này. Đấy. Hút phát cái biển lên luôn các nhá. Đấy, các theo. Đây. Một cái biển như này nó hút phát lên luôn mà. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy. Đây nhá, để em test cho các bác. Test cho bác xem cái con điện thoại của em nhá. Một con điện thoại rất là khủng như này mà nó cũng một con điện thoại nặng mấy lạng mà nó cũng rút phát lên luôn các bạn. Đấy. Đây các bạn này. Đây. Đây các bạn thấy không? Đấy, thấy chưa? Con điện thoại này của em phải nặng đến 2 3 lạng nhá. Đấy. Mặt của nó là mặt kính này mà nó cũng hút phát lên luôn này các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó, thấy chưa? Rất ok nhá. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có các cái đầu như này để các bác đưa vào mình hút này. Đấy, đầu này thì mình đưa vào mình hút rồi có đầu chổi này, có đầu chổi đây. Đấy, đầu này, coi nhá. Đó. Ok chưa? Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái đầu đây. Nó có một cái đầu này để các bác hút bụi ở giường nhá, ở giường, ở ghế sofa. Và cái này nó sẽ có tia cực tím để diệt khuẩn luôn các nhá. Đây. Coi này. Đấy. Sẽ có tia cực tím để diệt khuẩn luôn. Đây. Thì các bác hút ở giường, ở ghế sofa thì các bác đẩy đẩy đi đẩy lại như này cho em. Đẩy đi đẩy lại cho em như này nhá. Đó, đẩy đi đẩy lại như này. Hút rất là sạch luôn các nhá. Đẩy đi đẩy lại như này rất là ok luôn. Đó, coi xem. Cứ đẩy đi đẩy lại này. Vừa là hút bụi này. Vừa là hút bụi, vừa là có cái tia cực tím này nó sẽ giúp cho các bác là nó sẽ diệt hết các cái con vi khuẩn nhá. Đấy, các cái vi khuẩn nhá. Cái tia cực tím này là nó sẽ diệt khuẩn rất là tốt luôn.
giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là hút bụi gạo nhá. Con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là đi một con hút bụi gạo như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 250.000. 250k bao ship đến tận nhà cho các bác nhá. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lên mã giúp cho em là hút bụi gạo nhá. Hút bụi gạo giá của nó sẽ là 250.000. Hút bụi gạo giá sẽ là 250k các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái kìm vàng đa năng nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là kìm vàng đa năng. Đấy. Đấy.